đợi trong tiếng ngài. Quanh con buồn lo dường như biến tan. Cha luôn bên con, ngài nâng đỡ khi con nguyện cầu, xóa tan bao nghi ngờ. Thần linh Cha ngày đêm sáng soi đời con. Tâm linh hân hoan bởi con nhận ra chính ngài. Cha ban tình yêu tràn ngập lối đi. Con không bơ vơ dầu bóng tối vây quanh tâm hồn. Tay Chúa dẫn đưa đêm ngày. Lời Cha ban đổi thay trái tim được an bình. Từ trong bóng đêm đời con có ngài. Thật hạnh phúc thay đồng đi cùng Cha. Mãi mãi ghi sâu bao ơn phước Cha ban diệu kỳ. Tận trong trái tim của con biết rằng ngài là Chúa Cha quyền năng cao quý, mang đến hy vọng nguồn sống dư dật trong con. Hallelujah. God bless you all again. Wonderful to see you. Xin Chúa chúc phước cho hết thảy các anh chị em một lần nữa. Rất là tuyệt vời được gặp lại hết thảy các anh chị em. And I think the borders are starting to open, so maybe we have an opportunity to travel again very soon. Và tôi nghĩ là các đường biên giới đã bây giờ đã bắt đầu mở cửa lại rồi và chúng ta có thể đi đây đi đó trở lại khá sớm thôi. And I am ready. Hallelujah. Và tôi đã sẵn sàng để đi đây đi đó rồi. Hallelujah. Because I'm also aware that this may be just a very small window that the Lord gives us. Và tôi cũng nhận biết rằng đây có thể là một cánh cửa nhỏ mà Đức Chúa Trời ngài ban cho chúng ta. So that we can be together for a short season. Để chúng ta có thể hiệp lại gặp lại nhau trong một khoảng thời gian ngắn. Because in the world things will definitely get worse and worse. Bởi vì trong thế gian này mọi thứ chắc chắn sẽ trở nên ngày càng tồi tệ hơn. And my burden is just to encourage God's people. Và gánh nặng của tôi là khích lệ dân sự của Đức Chúa Trời. And to know that they can trust God. Và biết rằng họ có thể tin cậy nơi chính mình Ngài. You know, at the end time, the Bible says that many will fall away from their faith. Và các anh chị em biết rằng trong thời kỳ sau rốt, Kinh Thánh chép rằng có nhiều người sẽ rời bỏ, rời xa đức tin của mình. And this can only be because they've never learned to trust God. Và điều này chỉ có thể xảy ra nếu như họ không bao giờ học biết cách để tin cậy nơi Đức Chúa Trời. They have never found security in their relationship with God. Và họ rời bỏ, từ bỏ đức tin của mình, đó là khi họ không có sự an ninh trong mối tương giao của họ với Đức Chúa Trời mà thôi. And so when problems come, they blame God rather than run to God. Và bởi vậy nên khi những nan đề xảy đến thì thay vì chạy đến với Chúa, họ lại đổ lỗi cho Chúa vì những nan đề đó. And they end up running to the world again to try to find some security. Và đến cuối cùng thì họ chạy trở lại vào trong thế gian và tìm kiếm sự an ninh từ trong thế gian. And so you can see in these end days, the Lord has to test everything. Và các anh chị em có thể nhìn thấy rằng trong những ngày sau rốt này, Đức Chúa Trời sẽ thử nghiệm hết tất cả mọi điều. Which means we also will be tested. Và tất cả chúng ta cũng sẽ bị thử thách, thử nghiệm. But our confidence is in the Lord. Nhưng mà sự tin quyết của chúng ta là nơi Đức Chúa Trời. Listen to Revelation chapter 3. Chúng ta hãy nghe những lời ở trong Khải Huyền đoạn 3.
And we just want to read from verse 10 to the end of the passage. Chúng ta sẽ đọc từ câu số 10 cho đến cuối đoạn. 10 to 13. Câu số 10 cho đến câu số 13. Revelation 3, 10 to 13. 10 to 13. Yeah. Khải huyền đoạn 3 từ câu số 10 cho đến câu số 13. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất. Ta đến mau kiếp, hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cắt lấy mão triều thiên của ngươi. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và ngươi sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết lên trên người. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. This is a beautiful passage. Đây là một phân đoạn kinh thánh thật tuyệt vời. And it is all about God comforting and assuring his people. Và những lời trong phân đoạn kinh thánh này là những lời Chúa yên ủi và đảm bảo cho con dân của chính mình Ngài. That if we truly are his people. Đó là nếu như chúng ta thật sự là dân sự của Ngài. Then we have nothing to fear. Thì chúng ta sẽ không có gì phải sợ hết. But God will keep us with him forever. Và chính mình Chúa Ngài sẽ giữ chúng ta ở với chính mình Ngài đời đời. But we will be tested. Nhưng mà chúng ta sẽ bị thử thách. We could say like this, God has to test everything. Chúng ta sẽ nói như thế này, Chúa cần phải thử thách, thử nghiệm tất cả mọi điều. Because it's only by testing that he knows our heart. Đó là bởi vì qua sự thử thách, thử nghiệm đó, thì Chúa Ngài biết rõ tấm lòng của chúng ta. And while there are many times of testing in our Christian journey, và mặc dù là có nhiều lúc, có nhiều thời điểm chúng ta gặp phải những sự thử thách, thử nghiệm trong bước đường đi theo Chúa, trong bước đường cơ đốc của chúng ta. And you and I have all been tested through the various circumstances of our life. Và các anh chị em và chính mình tôi, chúng ta cũng đã chịu thử thách, thử nghiệm trong những hoàn cảnh khác nhau trong đời sống của mình. However, there is a testing which will come upon the whole earth. Nhưng mà vẫn sẽ có những sự thử thách sẽ xảy đến trên toàn thế giới này, trên toàn thế gian này. And in my mind, I can see God finally testing everything. Và trong tâm trí của tôi có thể nhìn thấy đến cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ thử thách, thử nghiệm tất cả mọi điều. So that when he comes, only those who have come through the testing will be part of his bride. Hầu cho khi Ngài đến thì chỉ có những người đã trải qua, đã vượt thắng hơn những sự thử thách đó mới có thể trở thành một phần là nàng dâu của chính mình Ngài thôi. And we must see these things from God's perspective, not from our perspective. Và chúng ta phải nhìn vào những điều này theo quan điểm cách nhìn của Đức Chúa Trời chứ không phải theo quan điểm cách nhìn của chúng ta. We could say, well, why is God making life difficult for people? Chúng ta có thể nói là tại sao Đức Chúa Trời lại làm cho cuộc đời này trở thêm thật là khó khăn cho tất cả mọi người như vậy? Why is he allowing these things to happen in the earth? Chúng ta có thể nói là tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép những điều này xảy đến trên đất này? And from our human thinking, we could think like that. Và theo cách suy nghĩ của con người chúng ta có thể nghĩ như vậy, nghĩ theo những cách như vậy. But we must understand from God's thinking. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu theo cách suy nghĩ của Đức Chúa Trời. And of course, from his thinking, he must test everything. Và dĩ nhiên, trong cách suy nghĩ của Đức Chúa Trời, thì Ngài cần phải thử thách, thử nghiệm hết tất cả mọi điều.
How else will he know the heart of people? Nếu như không có sự thử thách thử nghiệm đó thì bằng cách nào Ngài có thể biết được tấm lòng của con người? Testing tries our heart. Những sự thử thách thử nghiệm đó sẽ bày tỏ tấm lòng của chúng ta. And he must test the church. Và Ngài cần phải thử nghiệm hội thánh. He must test the world. Ngài cần phải thử nghiệm thế gian này. And he must test Israel. Và Ngài cũng phải thử nghiệm Israel. All these peoples must be tested. Tất cả mọi người này đều cần phải được thử thách thử nghiệm hết. As the Lord prepares his people for his return. Ngài cần phải làm điều đó đang khi Ngài chuẩn bị dân sự Ngài cho sự đến sự tái lâm của Ngài. God has to do this. Đức Chúa Trời cần phải làm điều này. But he's telling us if our hearts are good, we have nothing to fear. Hallelujah. Nhưng mà Ngài cũng phán với chúng ta rằng nếu như tấm lòng của chúng ta là tốt thì chúng ta cũng không cần phải sợ gì hết. If our hearts are not good, we have the chance to repent. Nếu như tấm lòng của chúng ta không tốt thì chúng ta vẫn còn có cơ hội để mà ăn năn. But every human being has this chance to make their choice for God. Nhưng mà tất cả mọi người thì đều có cơ hội để đưa ra quyết định cho Đức Chúa Trời, đi theo Đức Chúa Trời hay là không. The church, hội thánh, the world, thế gian này, the Gentile people, những người ngoại, the Israel people, những người Israel, all people, tất cả mọi người. Because everything is concluded in Christ. Bởi vì tất cả mọi điều đều được gồm tóm ở trong chính Đấng Christ. Hallelujah. And there is salvation in only one name, that is in the name of Jesus. Và sự cứu rỗi chỉ có ở trong một danh thôi, đó là danh của Đức Chúa Jesus Christ. And so this is the season we are in. Và đây chính là thời kỳ mà chúng ta đang sống. We all believe these are end days. Tất cả chúng ta đều tin rằng đây là những ngày sau rốt rồi. We all believe Jesus is coming back soon. Tất cả chúng ta đều tin rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ sớm trở lại thôi. And we all have ideas of how that will be. Và tất cả chúng ta đều có ý tưởng về việc đó, những sự trở lại của Chúa đó sẽ như thế nào. And in the end, God will do what he will do. Và đến cuối cùng thì chính Chúa Ngài sẽ làm những gì Ngài sẽ làm, Ngài cần phải làm thì Ngài sẽ làm thôi. Amen. Amen không ạ? And everything will become more clearer as the day comes. Và đang khi càng ngày mỗi một ngày thì chúng ta sẽ thấy mọi điều đó càng rõ ràng hơn. Xin lỗi. The signs will become more clear. Những dấu hiệu sẽ trở nên rõ ràng hơn. But most definitely, the testing will become more strong. Nhưng mà cũng chắc chắn rằng những sự thử thách, thử nghiệm sẽ ngày càng mạnh hơn, ngày càng nghiêm trọng hơn. When we were looking in Revelation chapter 6, khi chúng ta xem những câu kinh thánh ở trong Khải Huyền đoạn 6, and we see the seals being opened, chúng ta nhìn thấy các ấn được tháo ra. It is my thought that the seals are the testing the world. Và theo cách suy nghĩ quan điểm của tôi thì những cái ấn này là những sự thử thách xảy đến cho thế gian này. All these different events which are happening in the world, tất cả những sự kiện khác nhau đang xảy ra trên thế giới này. And will happen as we go on. Và những sự kiện sẽ xảy ra đang khi chúng ta tiếp tục bước tới. These are all part of the testing of the world. Tất cả những điều đó đều là một phần ở trong sự thử thách thử nghiệm thế gian. And you and I are in this
today. Và các anh chị em và tôi đang ở trong thời kỳ thử thách này ngày hôm nay. And so this morning I just wanted to bring us encouragement again in our personal life. Và buổi sáng hôm nay tôi lại tiếp tục muốn đem đến sự khích lệ cho chúng ta trong đời sống cá nhân của mình. As how we deal with the situation in the world today. Đang khi chúng ta giải quyết đối diện với những nan đề đang có ở trong thế giới ngày hôm nay. And where is our heart in the situation in the world today? Trong những hoàn cảnh của thế gian ngày hôm nay thì tấm lòng của chúng ta đang ở đâu? I am absolutely convinced that God will take care of us. Và tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ chăm sóc chúng ta. And we don't have to fear anything. Và chúng ta không cần phải sợ gì hết. Whatever happens. Bất kể điều gì xảy ra đi chăng nữa. His grace will be sufficient for us. Thì ân điển của Ngài là đủ cho chúng ta. God is sure. God is faithful. Và Đức Chúa Trời Ngài là chắc chắn là đấng thành tín. And as we continue to have our heart fully engaged with him. Và đang khi chúng ta kết nối tấm lòng của chúng ta một cách trọn vẹn với chính mình Ngài. We will walk through this time and receive him at his coming. Và thì chúng ta có thể vượt qua thắng hơn được thời kỳ này và chúng ta sẽ gặp gỡ Ngài đang khi Ngài quay trở lại, khi Ngài tái lâm. I wanted to look at these scriptures in Psalms. Và tôi muốn chúng ta cùng xem những câu kinh thánh ở trong Thi Thiên. Again, from the perspective of God is testing everything. Và chúng ta đang nói về quan điểm của Đức Chúa Trời đó là Ngài đang thử thách, thử nghiệm tất cả mọi điều. He is testing me. Ngài đang thử thách tôi. He's testing you. Ngài cũng đang thử thách các anh chị em. He is testing New Zealand. Ngài cũng đang thử thách New Zealand. Vietnam. Việt Nam. All the nations of the world are being tested. Tất cả mọi dân tộc ở trên thế giới này đang bị thử thách. To see what is in the heart. Để bày tỏ, để làm lộ ra những điều ở trong tấm lòng. And in Psalm 26, ở trong Thi Thiên đoạn 26, I just thought these are wonderful passages that we can embrace for our life. Và tôi nghĩ đây là một phân đoạn kinh thánh tuyệt vời mà chúng ta có thể nhận lấy cho đời sống mình. So, Sister Ruth, if you could read verses 1 to 5. Chúng ta sẽ đọc Thi Thiên đoạn 26 từ câu số 1 cho đến câu số 5. Yeah. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi, vì tôi đã bước đi trong sự thanh liêm. Tôi cũng nhờ cậy Đức Giê-hô-va không siêu tá. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy dò xét và thử thách tôi, rèn luyện lòng dạ tôi, vì sự nhân từ Chúa ở trước mặt tôi. Tôi đã đi theo lẽ thật của Chúa. Tôi không ngồi chung cùng người được dối trá, cũng chẳng đi với kẻ giả hình. Tôi ghét bọn làm ác, chẳng chịu ngồi chung với kẻ dữ. Yes. Amen. Amen. This is our heart, hallelujah. Đây chính là tấm lòng của chúng ta, hallelujah. But we invite the Lord to try us because we want to be right, praise the Lord. Và chúng ta mời gọi Đức Chúa Trời Ngài thử thách chúng ta đi để chúng ta để biết rằng chúng ta thật sự là ngay thẳng trước mặt Chúa. Our heart and mind is with the Lord. Tấm lòng và tâm trí của chúng ta ở luôn với Đức Chúa Trời, luôn hướng về chính mình Ngài. But Father, we invite you to try us. Nhưng mà Cha ơi, xin Ngài hãy đến và thử thách chúng con đi, thử nghiệm chúng con đi. So if we need to make adjustments, we can make them. Để hầu cho khi mà chúng con cần phải có sự thay đổi nào đó thì chúng con có thể thay đổi. That the peace of God would continually fill our heart. Hầu cho sự bình an của chính mình Chúa sẽ cứ tiếp tục là làm đầy dẫy tấm lòng của chúng ta. And then I was reading from here into Psalm 27. Và từ Thi Thiên này chúng ta sẽ đọc qua Thi Thiên 27.
And I thought again, these are beautiful passages to build and encourage us at this time of testing. Và tôi nghĩ rằng đây là những câu kinh thánh rất là tuyệt vời hầu cho chúng ta có thể gây dựng chính mình trong thời kỳ thử thách này. Sister, can you read 27 verses 1, 2, 6? Thi Thiên đoạn 27, chúng ta sẽ đọc từ câu số 1 cho đến câu số 6. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi. Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đường lũy của mạng sống tôi. Tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi xông vào tôi, đặng ăn nuốt thịt tôi, thì chúng nó đều vấp ngã. Dù một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dầu giặc giả giấy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong đền của Ngài, giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá. Bây giờ đầu tôi sẽ được ngước cao hơn các kẻ thù nghịch vây quanh tôi. Trong trại Ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ. Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Beautiful passages of scripture. Đây là một phân đoạn kinh thánh thật là tuyệt vời. And of course we can read on and on. Và dĩ nhiên là chúng ta có thể đọc tiếp nữa. But my message this morning is that as we allow the testing of God. Và nhưng mà sứ điệp của tôi buổi sáng hôm nay đó là đang khi chúng ta cho phép những sự thử thách của Chúa đến trên đời sống chúng ta. This is to strengthen our faith. Thì những sự thử thách đó là nhằm mục đích làm vững mạnh đức tin của chúng ta. We have no need to fear God's working. Và chúng ta không cần phải sợ những công việc của Đức Chúa Trời Ngài đang làm ra đó. And we can invite him to test us. Và chúng ta có thể mời gọi chính mình Chúa thử thách chúng ta. Because we know our heart. Bởi vì chúng ta biết rõ tấm lòng của mình. And we know where our trust is. Và chúng ta biết sự tin cậy của chúng ta là ở đâu. The whole world is being tested. Cả thế giới này đều đang bị thử thách thử nghiệm hết. But God is selecting a people. Nhưng mà Chúa Ngài đang lựa chọn con người. Whose hearts are fully with him. Là những người có tấm lòng trọn vẹn với chính mình Ngài. In 1 John chapter 5. Ở trong Dân Nhất đoạn 5. This is the time that we're living in. Đây là thời kỳ mà chúng ta đang sống. Let's embrace it and understand it. Chúng ta hãy nhận biết thời kỳ này và chúng ta phải hiểu về thời kỳ mà chúng ta đang sống đây. So that we can continue to confidently live each day. Hầu cho chúng ta có thể sống mỗi một ngày một cách dạng dĩ, not in fear, một cách tinh quyết, không phải là sống ở trong sự sợ hãi. But in the purposes of God. Nhưng mà là sống trong mục đích của Đức Chúa Trời. You know, I'm always thinking of John chapter 9 and verse 4. Và các anh chị em biết không, tôi thường nghĩ đến Dân đoạn 9 câu số 4. Where Jesus said, khi Chúa Giê-xu phán rằng, I must work while it is the day. Khi mà Chúa Giê-xu phán là ta cần phải làm việc đang khi còn là ban ngày. Because the night is coming when no one can work. Bởi vì khi tối đã đến rồi thì không ai có thể làm việc được nữa. He said, "While I am in the world, I am the light of the world." Và Chúa phán rằng, đương khi ta còn ở thế gian thì ta là sự sáng của thế gian. And this is also our commission. Và đây cũng chính là nhiệm vụ dành cho tất cả chúng ta. We must work while it is the day. Đó là chúng ta cần phải làm việc đang khi còn là ban ngày. We must work confidently in the will of God. Chúng ta cần phải làm việc một cách thật dạn dĩ ở trong ý muốn ý định của Đức Chúa Trời. We must continue while it is day. Chúng ta cần phải tiếp tục làm việc đang khi còn là ban ngày. Because the night is coming.
Bởi vì tối sẽ đến. But it is not yet. Nhưng mà vẫn chưa đến, tối vẫn chưa đến đâu. Therefore, we must understand the season and the time. Đó là lý do mà chúng ta cần phải hiểu thời và thời kỳ. Not be distracted by the affairs of the world. Là chúng ta không để cho mình bị phân tâm bởi những việc đang xảy đến ở trong thế giới này. But understand what God is doing. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rõ những điều mà Đức Chúa Trời Ngài đang làm ra. So that we can work with him to fulfill his purpose. Hầu cho chúng ta có thể đồng công với chính mình Ngài để làm trọn mục đích của chính mình Ngài. 1 John chapter 5. Giăng nhất đoạn 5. Let us read verses 1-5. Chúng ta sẽ đọc từ câu số 1 cho đến câu số 5. Giăng nhất đoạn 5 câu 1 đến câu 5. Ai tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời. Và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài. Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề, vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hay sao? Yes. Hallelujah. Hallelujah. I'm reading, having you read a lot of scripture because God is a better preacher than me. Tôi để cho các anh chị em phải đọc rất là nhiều phân đoạn Kinh Thánh bởi vì Chúa là Đấng có thể giảng tốt hơn tôi rất là nhiều. And it's nice to hear his words. Và thật là tuyệt vời khi chúng ta có thể nghe lời của chính mình Ngài. But this is how we overcome the world. Nhưng mà đây cũng là cách mà chúng ta có thể thắng hơn thế gian. We believe in Jesus. Hallelujah. Đó là chúng ta tin nơi Chúa Giêsu. Hallelujah. And we are not wavering this way and this way. Và chúng ta không bị phân tâm qua bên này qua bên kia, chúng ta không có bị phân tâm khỏi những điều mà chúng ta cần phải tập trung đến. Our eyes are fixed on heaven. Hallelujah. Mắt của chúng ta chăm xem thiên đàng, chăm xem vương quốc của Chúa. Hallelujah. And we are looking for his return. Praise the Lord. Và chúng ta đang trông đợi sự trở lại của chính mình Ngài, ngợi khen Chúa. So this morning, let us again just appreciate the time in which we're living. Và bởi vậy, buổi sáng hôm nay chúng ta hãy một lần nữa trân trọng thời kỳ mà chúng ta đang sống ngày hôm nay. This is a bad time for some people. Đối với một vài người thì đây là một thời kỳ thật là tồi tệ. But it is a good time for us. Hallelujah. Nhưng mà đây lại là thời kỳ tốt đẹp dành cho chúng ta. Hallelujah. And everyone has a choice. Và tất cả mọi người đều có sự lựa chọn của mình. And then the end will come. Và rồi sau đó thì sự cuối cùng sẽ đến. Amen. Amen. God bless you all. Xin Chúa chúc phước cho hết thảy các anh chị em. I took a lot of time in the last 2 weeks. This time a little shorter. Trong 2 tuần vừa qua thì tôi đã giảng rất là dài, bởi vậy sáng nay thì tôi giảng ngắn lại. You can have your breakfast a little earlier this week. Tuần này thì các anh chị em có thể ăn sáng sớm hơn. God bless you all. We'll see you soon. Praise the Lord. Yeah, xin Chúa chúc phước cho hết thảy các anh chị em. Hẹn sớm gặp lại các anh chị em. Ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Thank you, Pastor, so much. Yeah. Thank you for your message. Chúc mọi người có một ngày mới tốt lành. Yeah. See you again next week. Okay. God bless. Một xíu mở mic. Dạ cảm ơn Chúa, cảm ơn sư Russo và cô Rutter đã có mặt chung trong lời Chúa trong buổi sáng hôm nay. Mục đích của Chúa cần sự thử thách và thử nghiệm để biết tâm lòng mỗi một chúng ta ngày hôm nay. Và tấm lòng của chúng ta đặt câu hỏi, tấm lòng của chúng ta đang ở đâu? Và đang khi chúng ta đang đối diện với hoàn cảnh, với những sự thử thách, và Chúa cho phép điều đó xảy ra trên mỗi một chúng ta để mục đích Ngài biết
nhìn thấy mỗi tấm lòng chúng ta đang hướng và đang ở nơi nào. Và cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay. Thì giờ còn lại chúng ta sẽ tiếp tục thông công thêm những phân đoạn mà chúng ta nghe qua một series show buổi sáng hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau thông công thêm những sự dạy dỗ của chính mình Chúa trên đời sống mỗi một chúng ta. Một lần nữa xin trân trọng kính mời hết thảy quý mục sư chúng ta tiếp tục thông công thêm trong lời của Chúa. Xin mời. Đây là một cái chủ đề rất là nóng ở trong thời đại ngày hôm nay. Gần như là trong vài tháng trở đây thì chúng ta được nghe nhắc nhở rất nhiều lần. Ở trong chủ đề về hội thánh Philadelphia nói riêng, cũng như là làm sao thắng được những cái thử thách, những cái hoạn nạn sẽ đến trên mỗi chúng ta. Và hồi nãy khi mà đại tớ Chúa chia sẻ thì tôi rất là được khích lệ ở trong hội thánh Thi Thiên đoạn 27 câu 5 đó. Trong ngày tai họa hay là trong ngày hoạn nạn thì Ngài sẽ giấu chúng ta trong đền của Ngài và đem chúng ta lên một hòn đá. Cảm ơn Chúa. Và đúng là Chúa Giêsu Christ Ngài cũng đã nói với thảy mọi chúng ta: các ngươi sẽ có hoạn nạn ở trong thế gian, nhưng hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Mà một số người thì ở trong khi mà tôi nghiên cứu tại sao mà một số người lại tin là ở trong trung hạn hay trung đại nạn, đó có nghĩa là thường thường ở trong thuyết đại nạn thì nó có bốn cái lý thuyết khác nhau. Một cái là tiền, một cái là hậu, một cái là chung, một cái là 50-50. Cái tiền là cất lên trước đại nạn, trước hội thánh được cất lên trước 7 năm đại nạn. Một cái thuyết nữa là ở giữa, có nghĩa là 3 năm rưỡi được cất lên. Một cái là hậu, một cái thì nó có nghĩa là trong thời gian đại nạn thì những người được chọn sẽ được cắt lên, cắt lên và sau đó thì những người còn lại thì sẽ có một cơ hội. Đa số thì trong đoàn truyền giáo chúng ta thì điều chủ trương chung là trước khi có tai họa đổ xuống, hội thánh đã được cắt lên, thì đa số là như vậy. Đa số là các hội thánh truyền thống, không riêng gì đoàn truyền giáo chúng ta, mà tất cả các hội thánh nó mang tính truyền thống đều tin là như vậy. Cụ Âu Sinh cũng tin là như vậy. Trong tuần trước thì mục sư Wood Show có chia sẻ là nó giống như cái lý thuyết là chung đại nạn, có nghĩa là giữa 3 năm được cất lên. Thì sau đó mục sư có nhắn tin cho tôi nói rằng: mục sư ơi, tôi không biết là đoàn truyền giáo chúng ta tin như thế nào. Tôi xin lỗi là tôi đã nói như vậy. Lúc bây giờ Chúa cảm động tôi nói tôi không có control được, tôi không có kiểm soát được, nhưng mà sau đó tôi giật mình, tôi thấy thế này nó nhiều cái quan điểm quá, và tôi hỏi rằng đoàn truyền giáo chúng ta thuộc quan điểm nào để sau này nó không có bị đụng về tư tưởng. Thì tôi nói rằng thì ông cứ theo quan điểm nào thì cứ nói quan điểm đó, tại vì không quan điểm nào là tà hay là đúng hết trơn hết chưa, tại vì tất cả chúng ta đều nhìn thấy điều xa chứ không. Tôi xin nhắc lại là không có quan điểm nào là chính xác 100%. Tất cả mọi quan điểm đều có những cái câu kinh thánh nó mang tính hỗ trợ. Nhưng mà đa số, tôi xin nói lại là đa số, và kể cả tôi tin rằng trước khi đại nạn đổ xuống thì Chúa đã cất chúng ta lên. Thì nếu mà trường hợp nói về cái nguyên tắc đó thì gần như là trong buổi sáng hôm nay thì ông lại nói một vấn đề như vậy, có nghĩa là có nhiều cái sự cất lên của Chúa. Rồi một số người thì họ cho rằng vấn đề quan điểm của chung đại nạn, có nghĩa là Chúa cho phép chúng ta có những sự thử thách. Thì giống như là người ta cũng lấy câu kinh thánh hồi nãy tôi vừa đọc cho quý vị nghe, Chúa Giêsu nói trong Tin Lành Giăng đoạn 16 câu số 33 đó: các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian. Sẽ có hoạn nạn thế gian có nghĩa là có 3 năm rưỡi. Ở lý luận như vậy thì nói chung là cách nào cũng có câu thánh để chứng dẫn hết. Tuy nhiên tôi vẫn tin rằng bởi ân điển của Chúa, tại vì khi mà cái tai họa nó đổ xuống là rất là kinh khiếp, hội thánh thì đã được cất lên trước đó rồi, và đó là cái phần thưởng mà Chúa dành, Chúa ban tặng cho dân sự của Chúa. Ở đây thì chúng ta không có mạng đàm về cái tiền trung hậu hay là 50-50, có nghĩa là những người được chọn được cất lên và sau đó Chúa cho cơ hội để những người còn lại ngoài Israel ra, một số người khác nữa.
chúng ta không có mạn đàm về vấn đề đó một đi một cách sâu chi tiết. Tuy nhiên ở đây chúng ta nhìn thấy được rằng trong tất cả mọi cái hoạn nạn thì Chúa cho phép xảy đến để rèn, để thử, để nâng đức tin chúng ta lên ở trong ân điển của Chúa. Và tôi nhìn thấy rằng trước cái câu Kinh Thánh ở trong Tin Lành Giăng đoạn 16 câu số 33 đó, các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Thì trước câu Kinh Thánh đó thì chúng ta nhìn thấy có hai câu Kinh Thánh cũng mô tả về cái sự hoạn nạn, và không phải là chỉ trong những kỳ cuối cùng này thôi, nhưng mà tất cả mọi cơ đốc nhân chúng ta cần trải qua những cái sự thử thách trên đời sống đức tin của mình để chúng ta có thể kinh nghiệm những cái kết quả lớn ở trong ân điển của Chúa. Và như chủ đề chúng ta ở trong năm nay đó là sống tận hiến và kết quả, thì chúng ta cũng thấy rằng lời Chúa dạy chúng ta ở trong Tin Lành Giăng đoạn thứ 14, Chúa nói rằng hạt giống lúa mì kia nếu chẳng chết sau khi gieo đất thì ở một mình, nhưng mà nếu chết đi thì sẽ kết quả được nhiều. Và như vậy thì chúng ta nhìn thấy là hình dung một cái hạt giống lúa mì khi mà nó ở dưới đất thì nó sẽ có những cái hoạn nạn, sẽ những khó khăn rất lớn. Hạt giống lúa mì mà nằm ở trên mặt đất thì nó không thể nào sống được, đó là lý do mà người ta gieo nó bên dưới đất. Và đó là những cái từng trải, những cái hoạn nạn, và nó phải bươn lên. Nếu không chết thì sống một mình, nhưng chết thì sẽ được kết quả. Và Chúa cũng mô tả chúng ta một hình ảnh ở trong Tin Lành Giăng đoạn thứ 15. Trước cái câu Tin Lành Giăng đoạn 16 câu 33 đó, Tin Lành Giăng đoạn 15 thì Chúa nói với ta về cái cành nho, đó mà, cái gốc nho và nhánh nho. Thì Chúa nói rằng nhánh nào trong ta, chúng ta lưu ý, Kinh Thánh ghi rất là kỹ lưỡng, nhánh nào trong ta mà không kết quả hay là chưa kết quả thì Ngài sẽ tỉa sửa để kết quả. Như vậy thì chúng ta hình dung nếu mà chúng ta là một cái nhánh nho thì tỉa sửa nó không hề sung sướng chút nào, tỉa sửa nó không hề có một suy ngọt ngào chút nào, nó rất là đau đớn. Tuy nhiên nó tỉa sửa để có kết quả, và đó là cái điều mà tôi nhìn thấy, tôi học được trong buổi sáng hôm nay khi mà chúng ta học về phương diện hội thánh Philadelphia. Và dĩ nhiên là cái kết quả hay là cái đắc thắng chỉ dành cho những người mà kinh nghiệm được sự rèn thử của Chúa trên đời sống, để rồi chúng ta thấy lời của Chúa công bố chúng ta rằng kẻ nào thắng, đó mà chỉ có người nào thắng mới để kinh nghiệm, người nào đã từng trải qua cái sự thử thách trên đời sống. Vì ngươi đã gìn giữ mạng lệnh ta nhịn nhục, giữ lời nhịn nhục của ta. Vì ngươi đã giữ được cái lời, chính lý do cái đắc thắng đó là gì? Giữ lời của Chúa. Giữ lời của Chúa. Và giữ ngươi, và chính khang khi lời của Chúa được đến ở trong đoạn 3 câu 10 của Khải Huyền đó. Và sẽ giữ chúng ta ra khỏi. Vì cái quan trọng mà tại đây chúng ta nhìn thấy cái tiền đề đó là khi mà lời của Chúa đến trên đời sống của chúng ta, và chính lời đó nó khích lệ, nó nâng đỡ, nó giữ chúng ta để chúng ta thắng hơn được những cái sự thử thách sẽ đến ở trên thế gian. Và Chúa cũng nói rằng Ngài sẽ đến mau chóng, hãy giữ lấy điều ngươi có. Đang khi Chúa trao chúng ta về lời của Ngài, hãy giữ lấy điều mà Chúa trao chúng ta. Nếu Chúa trao chúng ta về những khả năng và những ta lăng, hãy giữ lấy những khả năng ta lăng đó làm lợi cho nhà Chúa. Như là ví dụ mà Chúa ví dụ ở trong Tin Lành Giăng đoạn thứ 25. Nếu mà Chúa trao chúng ta về một bài chiên, hãy giữ lấy điều mà ta đã trao cho ngươi. Bất cứ cái khả năng về bài chiên, nếu Chúa giao chúng ta một gia đình, hãy giữ lấy cái gia đình mà ta đã giao con. Tất cả điều gì mà Chúa nói rằng ta đến mau kiếp, hãy giữ lấy điều mà ngươi có. Cái người mà có, hầu cho không ai cắt lấy mão triều thiên của người. Bất cứ điều gì mà Chúa trao chúng ta đều có những cái phần thưởng, đều có những phần thưởng, và ao ước rằng lời của Chúa sẽ đến chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Và như câu 12, kẻ nào thắng. Và bảy hội thánh, cái tiền đề cuối cùng của bảy hội thánh đều là kẻ nào thắng. Nó không có cái kẻ nào ở trung lập, không có kẻ của thất bại, mà kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm chủ trong nền Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ không ra khỏi đó. Ta lại sẽ lấy danh Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, danh thành Đức Chúa Trời Giê-hô-va mới thiện trời,
bởi Đức Chúa Trời xuống, còn danh mới nữa mà viết trên người. Ai có tai hãy nghe Đức Thánh Linh phán hội thánh. Và như vậy thì chúng ta nhìn thấy rằng đang khi chúng ta bước đi ở trong sự thử thách đức tin trên đời sống của chúng ta, và chính trong điều đó giữ chúng ta ở trong ân điển, ở trong năng quyền mà Chúa vay phủ trên mọi chúng ta, và mọi sự cái khó khăn ở trên đời sống chúng ta, bảo chúng ta giữ được cái đời sống, giữ trung tín ở trong ân điển của Ngài. Ở trong Phi-e-rơ nhất là cái câu kinh thánh mà tôi rất là được ấn tượng. Chúa nói với chúng ta ở trong thời kỳ cuối rốt và ao ước chúng ta được giữ đức tin đó. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1, Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu số 6: anh em vui mừng về điều đó, do hiện nay anh em bị thử thách trăm bề, buộc phải buồn bã lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu bị thử lửa sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta hiện ra. Chúa nói về một hội thánh sẽ chịu ở trong sự rèn luyện thử thách đức tin để bước đi ở trong ân điển, ở trong tình yêu của Chúa. Tại đó chúng ta nhìn thấy được rằng cũng ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4, Chúa nói rằng hỡi anh em, đoạn 4 câu 12: hỡi anh em, khi anh em chịu trong lò thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Như anh em có phần ở trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu. Hầu đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng có ai vì cớ danh Đấng Christ mà chịu sỉ nhục thì anh em có phước, vì sự vinh hiển của Thánh Linh Đức Chúa Trời đậu trên em. Trong em có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lấy việc người khác? Đừng có ai như vậy. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Vì thời kỳ đã đến là khi sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời, và nếu khởi từ chúng ta thì sự cuối cùng của những kẻ vâng theo tin lành Đức Chúa Trời sẽ lại ra thế nào? Lại nếu người công bình khó được rỗi thì kẻ nghịch đạo, kẻ tội trở nên nào? Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng tạo hóa thành tựu. Và tại đây chúng ta nhìn thấy được rằng cái sự công chính hay cái sự công nghĩa của Chúa được đoán định trên mọi chúng ta là rất cao. Và chúng ta ước rằng đời sống chúng ta được giữ đức tin ở trong ân điển của Chúa. Vì trong Ma-thi-ơ đoạn 24, những cái dấu hiệu mà Chúa bày tỏ, thì một trong những dấu hiệu đó nó là hoạn nạn, đó là chiến tranh, những gì mà chúng ta đang có, đang thấy, rồi bệnh tật, và những một trong những dấu hiệu đó là cái sự bất hại, bất hại. Người ta sẽ nộp các ngươi. Và tại đây chúng ta nhìn thấy được rằng trong thời đại ngày hôm nay thì cái lời tiên tri đó nó dường như là dễ dàng hơn. Tại Việt Nam chúng ta thì chúng ta nói rằng ồ, chúng ta đã vượt qua những sự bắt bớ, những sự bất hại. Nhưng quý vị ơi, ngày hôm nay có nhiều sự bất hại, nó không chỉ là xê xa, nó không phải là xê xa mà bất hại chính đời sống chúng ta. Làm sao giữa một cái sự khó khăn giữa kinh tế, giữa một khó khăn giữa đại dịch mà chúng ta vẫn giữ sự trung tín? Đó là cái sự bất hại mà chúng ta cần giữ. Rồi có nhiều con cái Chúa, có nhiều mục sư họ đặt một vấn đề. Ngày hôm nay có nhiều sự bất hại đến trên dân sự của Chúa, nó có nhiều hình thức khác nhau. Rồi người ta cảm thấy rằng nếu trước đây khi mà hội thánh chịu đóng cửa, khi mà chúng ta nhóm lại lập biên bản, người ta vẫn cố gắng đi nhóm. Nhiều người sợ quá không dám nhóm. Nhưng mà hồi xưa thì không có phòng Zoom, không có phòng Zoom, rồi người ta cũng mạnh dạn thay đổi cái điểm nhóm, vân 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 vân. Nhưng bây giờ chính quyền đâu cần mắc bớ nữa, Covid đấy thì sao? Và bây giờ cái thời gian mà nhà nước không cho tập trung thì tôi không nói đi, đúng không ạ? Thì lúc bây giờ thì thôi, mọi người thì không tập trung, nhà nước không cho tập trung thì thôi, an toàn. Nhưng bây giờ thì nhà nước đang nói với nhau về cái 5K, nó giá trị của nó không còn nữa. Tại vì khoảng cách 5K trước đây, 3K thì vẫn phải giữ, đó là khẩu trang, rửa tay và cái gì ta
Tôi mới nghe cái tin tức hôm qua là 2 ca là không có áp dụng, đang chuẩn bị để thay thế 3 năm thì còn 2 đó. Tại lý do là nhà nước đã mở cửa rồi. Và nếu mà trường hợp mà ghi khẩu hiệu mà không làm thì giống như là mai mốt cái khẩu hiệu của mình nó sẽ không có ý nghĩa. Nên nhà nước chuẩn bị đổi làm 3. Thì tôi không nhớ là 3 cái gì giữ. Tôi chỉ nhớ 2 cái giữ là cái khoảng cách đó, có nghĩa là tập trung khoảng cách. Tập trung khoảng cách là 2 cái mà nó sẽ được tự do. Mặc dù nhà nước nói như vậy nhưng mà tôi thấy rằng các phòng nhóm vẫn có một ít người đi nhóm thôi, họ vẫn sợ. Thì đó là cái sự thử thách. Đó là cái sự thử thách, nó mang một cái hình thức khác và trong tương lai nó sẽ là hình thức khác gì nữa. Cái giá xăng tăng cao, người ta ngại di chuyển, người ta ngại hầu vì Chúa, người ta ngại ra khỏi đường, người ta ngại đi cầu nguyện đi xa. Đó là vấn đề. Nó sẽ là nhiều cái biến cố xảy đến để nó chui, để nó luyện, để nó rèn thử cái đời sống đức tin chúng ta. Và ao ước rằng trong tất cả mọi cái hoàn cảnh, trong tất cả mọi cảnh ngộ thì chúng ta giữ cái đời sống chúng ta vượt thoát để kinh nghiệm được ân điển mà Chúa ban trên mọi chúng ta. Và như ở trong đoạn 3 câu 10, vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục, giữ cái lời nhịn nhục, lời Chúa ở trong sự nhẫn nhục, lời Chúa ở trong sự ngọt ngào nhưng mà nhẫn nhục, và ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi dịch. Như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy có hai cái vế, vì ngươi giữ nên ta sẽ giữ ngươi. Nó có hai cái điều kiện. Bên A là Chúa đó, là nói với chúng ta là điều kiện đó là ngươi giữ lời ta và ta sẽ giữ ngươi trong giờ thử thách. Và đó là hai cái yếu tố mà tôi học được trong buổi sáng hôm nay. Và ước rằng chúng ta sẽ giữ được cái lời của Chúa trên đời sống của mình, trong sự trung kiên, trong sự trung tín, để chúng ta bước đi và thắng được một cách vui mừng ở trong ân điển của Chúa. Giống như ở trong Gia-cơ đoạn 1, câu 2, câu 3 đó. Hỡi anh em hãy coi sự thử thách trăm bề hoặc đến bên em như là điều vui mừng trọn vẹn. Tại sao vậy? Vì sự thử thách đức tin em sanh ra nhịn nhục. Và cái từ ngữ giữ lời nhịn nhục của ta là như vậy. Vì sự thử thách đức tin em sanh ra nhịn nhục. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta ước rằng chúng ta bước đi để là thắng thử thách, để giữ được cái mão triều mà Chúa ban cho chúng ta. Như là trong Gia-cơ đoạn 1 câu số 12. Phước cho người chịu cám dỗ hay phước cho nhiều người đã bị thử thách. Vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời hứa cho kẻ kính mến. Cảm ơn Chúa. Và ước rằng chúng ta giữ đức tin để rồi giữ cái sự nhẫn nhục ở trên lời Chúa đời sống chúng ta, để ngõ hầu chúng ta kinh nghiệm được phước mà Chúa ban cho chúng ta như lời hứa của Chúa trong Gia-cơ đoạn 1 câu 12, để thắng ở trong danh, ở trong ân điển, ở trong sự bao phủ, ở trong sự gìn giữ của Chúa, đặc biệt là trong những thời kỳ khó khăn. Cảm ơn Chúa. Sáng hôm nay lời khích lệ cho mỗi một chúng ta đó là chúng ta không sống trong sự sợ hãi mà chúng ta sống mục đích cho chính bên Chúa. Vì lời của Chúa được chép trong Thi Thiên 27 câu 5 là vì trong ngày tai họa Ngài sẽ che khuất tôi trong đền của Ngài. Và đó là điều mà Chúa an ủi khích lệ mỗi một chúng ta. Như trong Khải Huyền đoạn 3 câu số 10, vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, vì cớ chúng ta đã giữ đời sống hoặc là lời của Chúa trong đời sống của chúng ta. Và chính lời đó sẽ gìn giữ tâm trí, tâm lòng, đức tin chúng ta vững vàng ở trong Chúa. Và đời sống mỗi một chúng ta không tránh khỏi những sự thử thách hoặc là rèn luyện những cái điều đó để mục đích rèn luyện đức tin mỗi một chúng ta được vững mạnh ở trong Chúa. Như một sư đức đã đưa ra câu kinh thánh, nếu mà hột lúa không gieo mình xuống đất thì không thể kết quả được. Và hột lúa đó cần phải chịu thử thách, đó là cái vỏ nó phải bị thối và sau đó cái mầm ở trong được phát triển và có một sự sống. Và công việc tỉa sữa là một công việc không phải là dễ dàng đối với mỗi một chúng ta nhận chức vụ từ chính mình Chúa. Đang khi chúng ta nhận cái ơn phước, ân điểm của Chúa dư dật trên đời sống mỗi một chúng ta, thì buổi sáng hôm nay cái việc mà Chúa dạy dỗ trong sự việc tỉa sữa của Chúa, điều đó không phải là dễ dàng cho mỗi một chúng ta. Nhưng cảm ơn Chúa, như lời của Chúa là chúng ta phải vui mừng
ở trong sự chỉ dẫn hay là sự tế trị chương trình của chính mình Chúa. Như tìm thầy Tê-sa-lu-ca nhất mà một Siri Marithu cho chúng ta nghe sáng hôm nay, chúng ta vui mừng và cầu nguyện và tạ ơn Chúa trong mọi sự mà Ngài đã có chương trình cho mỗi một chúng ta trong ngày hôm nay. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ để ít phút cầu nguyện những gì mà chúng ta thông công trong buổi sáng hôm nay thật phước hạnh, đang khi chúng ta lắng nghe lời của Chúa và được khích lệ với nhau trong sự thông công với nhau. Và thì giờ này chúng ta sẽ cùng nhau hiệp lòng cầu nguyện. Dâng lên cuộc đời với Giê-xu, sống cho vua Giê-xu. Dâng lên cuộc đời với Giê-xu, chết vì Chúa Giê-xu. Chúa ơi, con mong đợi vinh quang thiên đàng ở trong tay Ngài luôn. Hallelujah. Việt Nam tin Chúa.